Hello and what's good? It's your boy Shocky Nguyễn. Welcome back to my channel. Ok, chào mừng các bạn trở lại với channel của Shocky Nguyễn. Yeah baby. Thì dạo gần đây thì tôi có nhận được khá là nhiều comment về cái việc là kêu tôi làm cái reaction cho một cái bài hát tên là 107 độ C. Thì tôi ở trên cái màn hình tôi ở đây thì tôi có sợ là đà 107 độ C. Cái video này đã ra mắt được một năm trước rồi và cái view nó là 46.000 ở thời điểm hiện tại là ngày 9 tháng 1. Tôi không biết tại sao có lý do gì mà mọi người kêu tôi làm cái reaction cho cái video này nữa, nhưng mà các bạn biết đó, khi mà có quá nhiều người kêu tôi làm cái reaction thì tôi sẽ rất là cân nhắc làm cái reaction cho cái sản phẩm đó, một cái video đó chẳng hạn. Thì tôi không biết ở đây có phải là một bài hát không nữa, nhưng mà ok, ở đây ghi là parody thì đây là chắc mình nghĩ đây sẽ là một cái bài hát parody. Ok thì không có thời gian các bạn nói, chúng ta tới phần reaction thôi. Và nếu là đây là lần đầu tiên các bạn xem channel của mình thì hãy đừng quên để lại một nút subscribe và nút like cái video này nhé, để cái reaction video này được lên đề xuất. Ok, và mình có để thêm địa chỉ TikTok, Facebook và Instagram, nên là các bạn hãy check qua TikTok của mình đi, tại vì mình sẽ có đăng những cái shortcut ở trên đấy. Ok, và thật sự đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mấy ông lại kêu tôi làm cái reaction cho cái bài hát này nữa, nó ra từ một năm trước rồi. Ok, nhưng mà mấy ông biết tôi sẽ không bao giờ làm mấy ông thất vọng cả. Nhưng mà ok, let's go. Ok, tôi quên mất. Mấy ông xíu lại quên nữa không? Trước khi bấm like video thì Always Stay Hydrated guys, đây phải là quảng cáo. Tôi luôn muốn nhắc nhở mọi người uống nước thôi. Hashtag Always Stay Hydrated. Ok, let's go. Kenzo. Bài gáp này là bài gáp hay nhất. What? Đây là bài hát hay nhất thế kỷ 21 hả? Ok, bạn này là người Việt ha? À, Việt Kiều, ok. Nghe mùi rồi đó. Nghe mùi hơi thâm thẩm ở đây rồi đó. Đây là bài gáp hay nhất thế kỷ 21. Xin mời các bạn lắng nghe nha. Và tôi không có bị thiểu năng nha. Lỡ kẻ, sẽ gỡ, kẻ hở, vỡ lẽ, dở quẻ, đỡ đẻ, trẻ nhỏ, thở khỏe. Anh yêu em nhiều hem, anh yêu em nhiều lém. Em yêu anh nhiều hem, em yêu em nhiều lém. Lỡ kẻ, sẽ gỡ, kẻ hở, vỡ lẽ, dở quẻ, đỡ đẻ, trẻ nhỏ, thở khỏe. Anh yêu em nhiều hem, anh yêu em nhiều lém. Em yêu anh nhiều hem, em yêu em nhiều lém. Cái bụng bầu, bên trong con gái cùng đầu. Cái gì đây? Anh Phan Junior hả? What the fuck? Gửi cái gì vậy? For real man? Em yêu anh nhiều hem. Em yêu em nhiều lém. Lỡ ghẻ, sẽ gỡ, kẻ hở, vỡ lẽ, dở quẻ, đỡ đẻ, trẻ nhỏ, thở khỏe. Anh yêu em nhiều hem, anh yêu em nhiều lém. Em yêu anh nhiều hem, em yêu em nhiều lém. Cái bụng bầu, bên trong con gái cùng đầu. Trái bụng sầu, mua xe mới lái đụng cầu. Quay qua răng cửa súng hai lỗ, 2-3 năm nữa chúng dãy số. Nay ra thăm bữa cúng ngày dỗ, đi ba đi búp đi quẩy lố. Chết yểu, kết liễu, đết hiểu, tự nhiên sống lại. Bắt ngồi dậy hồi dương, cầm cây gãy cầu xương. Chạy lại đẩy nồi tương, công ty chạy đòi lương. Nhà đang thiếu tiền ăn, cái cổ phiếu liền tăng. Nhà sĩ quyền năng, qua Mỹ niền gan. Xa sĩ phiền thăng, ma quỷ xiền chân. 3 tỷ tiền ăn, ta hủy chiên nhăn. A ỷ yên ăn, a ỷ yên ăn cái lông gì chứ. What the f... ỷ ăn hả?
Ta hủy chiên nhân. A ý yên ăn. A ý yên ăn cái lông gì chơi. Super idol 105 độ C. Tao cũng là idol mà đéo có fan ngộ ghê. Độ xe, độ ghe, qua sông mua trứng lộn me. Ca trong mưa đứng lộn ghe, tao gây xong đứng lộn que. Cho đến khi nào thì anh mới có thể quên được em đây. Những dòng ký ức giọng nói ngọt ngào cứ ngỡ còn bên tai. Gánh mang trên vai như nó buồn đêm nay. Chẳng vơi khi chìm bên say cố gắng không. Không biết kìa. Con biết. Trời ơi con biết kìa. What the fuck? À trời trời cứu rồi ơi. Qua sông mua trứng lộn me. Ca trong mưa đứng lộn ghe. Tao gây xong đứng lộn que. Cho đến khi nào thì anh mới có thể quên được em đây. Những dòng ký ức giọng nói ngọt ngào cứ ngỡ còn bên tai. Gánh mang trên vai như nó buồn đêm nay. Chẳng vơi khi chỉ bên say. Cố gắng không nghĩ về em. Nhưng khi tao tính giấc thì trên khóe mắt lại thêm cay. Lỡ kẻ sẽ gỡ kẻ hở. Cắm mày lên. Trời cái tôi cứ tưởng là nó sẽ switch beat và nó hát trên cái con beat nó rap trên cái con beat đó luôn nhưng mà không. Cái gì vậy trời? Trời ơi mấy ông gửi tôi cái gì đây? Casual, what the fuck is this? Giấc thì trên khóe mắt lại thêm cay. Lỡ kẻ sẽ gỡ kẻ hở. Vỡ lẽ giả quẻ đỡ đẻ trẻ nhỏ thở khỏe. Anh yêu em nhiều hiếm. Anh yêu em nhiều lắm. Em yêu anh nhiều hiếm. Em yêu em nhiều lắm. Đường tăng, ngộ không, ngộ viết rap bị tối nghĩa. Ngộ năng, ngộ tịnh, ngộ độc thực phẩm mối ỉa. Anh yêu em nhiều hiếm, anh yêu em nhiều lắm. Em yêu anh nhiều hiếm, em yêu em nhiều lắm. Ăn bún bò nước lèo vị trà sữa. Ăn cơm chan canh nước súp xì tin. Thanh cao ăn bánh bao, anh sao đang đánh nhau. Chết mẹ, bấm lột nút xe hình gái. Với tơ đàm họ đàm say lâu đài tình ái. Phách lấu nhưng bị nách thói. Tinh thần đang bị điên giận. Em mới đô thành anh ở không quen. Đưa nhau lên tàu anh bóp mông em. Sáng sớm ra đi bắt ma. Chiều đập đá, chú phạt, múa quạt. Báo học cầm súng sáu nòng đi ăn cháo lòng. Điệp khúc của Gap gọi là điệp hút. Only fan hợp tác Weibo ra Only Chan. HKT em xài hết tiền. What the fuck are you saying man? What? Trời ơi cái nó rap cái gì á? Nó rap cái gì á? Trời ơi trời. Cứu tôi với. Trời ơi. Ô, trời ơi trời ơi trời ơi mà nó xin nó mà trời nó mà xin đi đi mà đi đi. Thánh cao ăn bánh bao, anh sao đang đánh nhau. Chết mẹ, bấm lột nút xe hình gái. Mr. Đàm họ đàm say lâu đài tình ái. What? Phách lấu nhưng bị nách thói. Thiên thần đang bị điên giận. Em mới đô thành anh ở không quen. Đưa nhau lên tàu anh bóp mông em. Sáng sớm ra đi bắt ma. Chiều đập đá, chú phạt, múa quạt. Báo hồng cầm súng sáu nòng đi ăn cháo lòng. Điệp khúc của Gap gọi là điệp hút. Only fan hợp tác Weibo ra Only Chan. HKTM xài hết tiền. Ra đầu ngõ vắt ATM. Gõ ta likes order Uber. Thôi tiền con lẻ tẻ. Lỡ ghẻ, sẽ gỡ, kẻ hở. Vỡ lẻ, dở quẻ. Đỡ đẻ, trẻ nhỏ, thở khỏe. Anh yêu em nhiều hiếm. Anh yêu em nhiều lắm. Em yêu anh nhiều hiếm. Em yêu em nhiều lắm. Lỡ ghẻ, sẽ gỡ, kẻ hở. Vỡ lẻ, dở quẻ. Đỡ đẻ, trẻ nhỏ, thở khỏe. Anh yêu em nhiều hiếm. Anh yêu em nhiều lắm. Em yêu anh nhiều hiếm. Em yêu em nhiều lắm. Cạc. What? Ủa nó còn chửi tôi nữa kìa. Thằng lồn đi. Ô trời ơi, gửi tôi cái gì vậy mấy ông nội ơi. Gì thôi đi, thôi đi. Ô trời ơi, ơi cứu tôi với. Trời ơi, cái gì đây? Kezo. Trời ơi trời, cứu tôi với. Nam mô A Di Đà Phật.
Tôi nghĩ tôi không cần nói nhiều thêm nhiều nữa đâu. Ok, cái reaction tôi đến đây thôi. Hồ bị trời. Trời, tôi cứ tưởng là mọi người kiểu gợi ý tôi cái một cái bài hát hay. Ok, thì thôi, cái reaction tôi đến đây thôi. Hẹn các bạn ở cái reaction video tiếp theo, tôi không nói nhiều nữa. Peace and I'm out. Bye guys.